Trấn Thành cầu hôn Harry Won ngay trên ghế nóng. Trong chương trình Biến hóa hoàn hảo, Trấn Thành và Harry Won sẽ lần đầu tiên cùng ngồi chung ghế nóng. Sự kết hợp của cặp đôi này đã làm xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó, đa số cộng đồng mạng cho rằng Harry Won chưa đủ khả năng để làm giám khảo. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, cũng có nhiều người thích thú với sự kết hợp mới mẻ này. Là một nghệ sĩ đa năng và thành công trên nhiều lĩnh vực, Trấn Thành luôn sử dụng những kinh nghiệm của mình để hỗ trợ các thí sinh. Và không chỉ góp ý, nam giám khảo còn chứng tỏ đẳng cấp, biến hóa khi thị phạm hàng loạt các đặc điểm của những ngôi sao Việt. Đặc biệt, ngay trong lúc nam thí sinh thể hiện ca khúc Mãi mãi yêu nhau, Trấn Thành đã nhép miệng theo câu hát Do you wanna marry me? Và nhìn Harry Won vô cùng tình tứ. Trước sự tiến bộ của nam thí sinh, Harry Won đã quên mất Trấn Thành đang ở bên mà hô vang Oppa và khen ngợi hết lời. Hành động phấn khích của Harry Won đã bị Trấn Thành để ý. Cuối buổi casting, Trấn Thành thẳng thắn nói, tôi đề nghị nữ giám khảo phải kìm hãm sự mê trai của mình lại. Tại Biến hóa hoàn hảo, Harry Won là bông hoa duy nhất trong bộ ba quyền lực bên cạnh bạn trai Trấn Thành và nghệ sĩ Chí Tài. Harry Won dù mới chỉ nổi danh trong làng giải trí Việt, nhưng cô đã là cái tên nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Bên cạnh nghiệp cầm mic, Harry Won còn lấn sân sang điện ảnh và được công chúng đón nhận. Với kinh nghiệm hoạt động dày đặc, Harry Won đã được nhà sản xuất trao quyền cầm tay nảy mực. Trấn Thành và Harry Won đang là cặp đôi nhận được sự quan tâm đặc biệt của báo giới và khán giả. Harry Won tâm sự, lần đầu ngồi vào ghế nóng nên Harry cảm thấy thực sự hot và rất nóng lòng được xem sự lột xác của các tài năng âm nhạc. Như tiêu chí chấm điểm của nữ ca sĩ gốc Hàn, cô chia sẻ, những thí sinh không bình thường, có cá tính mạnh mẽ chính là người mà cô đang tìm kiếm.